Xin chào các bác. Đấy, hôm nay thì đập vào rồi cũng hơi bận mà ạ. Đấy, đi chuẩn bị setup chi nhánh Thái Bình ạ. Đấy, chuẩn bị tôi khai trương thêm chi nhánh Thái Bình để phục vụ cho anh em Thái Bình một cách nhanh nhất. Thì cơ bản cũng đang tiến triển. Đấy, thì hôm nay rảnh như là buổi sáng xong việc thì bắt đầu trưa mấy anh em máu quá thì là phi luôn xuống một cái hồ này bạn. Cái hồ này là cái hồ Lò Gạch bạn nhé. Hồ Lò Gạch nó nằm ở xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Cái hồ này thì rất là sâu, ngày xưa là có cái nhà máy gạch ở đây ạ. Đấy, thì người ta múc đất lên thì nó rất là sâu và chỗ khoảng chục mét. Đấy, chỗ tôi câu thì vừa rồi thì cân phao thì cũng đã khoảng 2,5 đến 3 mét rồi. Đấy, hôm nay câu tự nhiên thì nó sướng. Hồ này thì cũng qua tìm hiểu thì cũng nhiều du phi quá, nhiều du phi, nhiều trôi trắng. Đấy, mà cá chủ yếu là cá trên đồng nó xuống cũng không người ta không thả nhiều, nhưng mà cá tự nhiên. Ngày hôm nay quyết định đi cho nó phê một tí bạn. Ok, thì bắt đầu tôi xuống đồ rồi, bắt đầu lên pha mồi bạn. Hôm nay đi câu cá tự nhiên thì câu mồi đơn giản thôi. Đây, tôi sẽ câu mồi V03 các bạn. Câu tự nhiên, câu rô phi. Thì nghe nói rô phi đấy rất là ngon. Đấy. Không to lắm nhưng mà và rô phi tự nhiên nên câu buổi rô phi cho nó phê. Câu cá to nhiều quá rồi, trôi mè chấm chiếc nhiều rồi. Thì hôm nay đi pha tịnh câu tự nhiên cho vui. Ok, pha thì tôi sẽ pha một xả nhé. Tôi vẫn dùng cái V05 bác nhé. Đấy, một V05 này. Đấy, V05 này xả 1 cân. Em cho nước ở đây nhé. Mọi người cũng đã điều chỉnh rất nhiều lần này. Bây giờ anh em đánh ở các tỉnh cũng khá hiệu quả. Cả trong Bắc Trung Nam đều đánh được. Đánh tự nhiên thì không cần phức tạp đâu nhỉ. Này, cái này nó hơi sâu nên tôi sẽ pha hơi bết một chút. Đấy, pha hơi bết một chút anh em nhé. Đấy, pha hơi bết một chút. Cho thêm tí nước này. Bết một chút, hồ này tôi nghĩ là hồ tự nhiên thì chắc chắn có cá con này. Anh em pha bết một chút được. Đấy, anh em pha bết nhé. Rồi, ok, cứ pha một nửa gói một. Ok, tiếp theo anh em pha một câu. Câu thì sử dụng V03 anh em nhé. Đấy, một V03. Cho 1/3 gói anh em. Cái sẽ tạo thêm cái tạo sợi này nữa. Này tạo sợi lão quỷ nhé. Bác rắc một lớp. Rồi, em rắc một lớp trắng này nhé. Này xong đảo đều. Mồi nó sẽ mềm ra. Em về. Mồi nó sẽ mềm hơn nhé, nó không bị dính tay. Đấy. Cái này mà anh em nhìn thấy cái sợi này, nhỏ nhỏ. Cái này đáy nó khá là sâu nên tôi sẽ cho vừa vừa thôi. Để cho nó kết dính thôi. Ok, anh em triển khai thôi. Cái đi tự nhiên thì tôi sẽ hay dùng ngô như vậy nhé. Ngô ủ. Ngũ ủ để xả, để giữ ổ. Vì cái nước khá là sâu nên anh em có thể dùng ngũ ủ. Cái vị này vị thơm. Thơm mà lên men thì con cá tự nhiên nó sẽ thích. Khá là thơm. Ok, tôi sẽ dùng cái muỗng này để xả anh em nhé. Nước ngay đầu cần thôi nên anh em xả. Xả khoảng 2-3 môi để cho nó giữ ổ anh em ạ. Ok, nước khá sâu anh em ạ. Chỗ này lên tới gần 3 mét rồi. Câu này nó mới sướng, cá sẽ khỏe anh em. Ok, đầu tiên thì sẽ xả mồi anh em nhé.
giả thì tôi sẽ về vào lưỡi. Nó nứt sâu nên tôi sẽ bóp lại. Đó. Bóp lại cho nó chặt anh em nhé. Đó. Quăng. Chứ còn quăng quăng ra đầu cần là đã tới rồi. Nước khá là sâu. Nước sâu này cá nó sẽ rất là khỏe anh em nhé. Cá khỏe. Và những hồ tự nhiên kiểu như này thì nhiều ẩn số lắm. Đấy, cho nó tuột xong anh em giật nhẹ này. Rồi. Cứ xả khoảng 2-3 mồi nhé. Xả trong ổ tí anh em. Đợt này cũng dịch cũng đỡ rồi. Anh em có thể đi câu lại rồi. Sài Gòn là Bình Dương cũng đã trở lại rồi. Cái con đợt rồi thì căng quá anh em nhỉ. Đấy, anh em giật nhẹ này. Rồi ok bắt đầu câu nhé. Câu thì anh em cứ câu. Tôi vẫn câu 20 câu mồi xả để giữ ổ. Câu tự nhiên thì cứ thong thả câu. Xả xong cá bắt đầu vào anh em ạ. Thấy có tín hiệu phao. Nhưng nước hơi sâu. Nước tầm 4 mét anh em ạ. Ây da, chúng móm này anh em ạ. Gì đây? Rục phi à? Ô, rục phi anh em ạ. Vì tự nhiên. Điều quẻ đấy. Ui. Quẻ thế. Phi tự nhiên anh em nhé. Là đáy bị gù ghề nhỉ. Rồ rất là to nhỉ. Nhìn câu phê. Này là được 5 số lạ. Câu tự nhiên này là sướng rồi. Ăn nổi anh em ạ. Gì đây? Ui, rô phi to. Em cỡ cá nhé. Đấy, nâng đầu lên cái này. Móc đúng đây này. Ra xuống. Rô phi ăn nổi anh em ạ. À, hay nhỉ. À, chưa xuống cái đáy đã nổi phành. Rất đẹp. Cá rô ăn nổi anh em ạ. Đấy, anh em nhé. Cắt cá này. Đấy, tự ra luôn. Đấy. Em đánh tốc độ rất là nhanh. Cá rô phi ăn nổi anh em ạ. Chắc nước sâu quá nó lên. Úi rồi. Khả năng phải thay phao rồi. Quanh đánh phao nặng hơn. Ừ, cái phao này nó nhẹ, tưởng nước khoảng 2 mét thì đánh. Nước khá là sâu anh ạ. Nước khá là sâu thì tôi sẽ chuyển cho phao nặng hơn một chút. Này là số 3. Số 3. Anh hẳn con số 4 đây nhá. Con này ăn khoảng tầm khoảng 4-5 chỉ. Đấy. Đánh cái này thì nước nó sâu thì phao nó sẽ xuống nhanh hơn. Cho anh em đánh phao nhẹ như này thì xuống rất là chậm. Cá con nó sẽ nổi trên mặt.
dùng phao to thì nó cái chì nó sẽ nặng, đấy, nó sụt xuống nhanh hơn thì nó sẽ tránh được tình trạng cá con. Đấy, tuy nhiên là phao to thì nó sẽ kém nhạy hơn, đấy. trừ khi là phao tốt. Đấy, thì anh em sẽ phải thêm chì. Ăn luôn anh em, con gì đây? Rục phì à? Rục khá là to. Đấy, anh em thấy chưa? Chuyển phao phát nhá, xuống rất nhanh. Đấy. Đấy, anh em gỡ thì móc vào cái lưỡi này nhá, xong gạt nhẹ phát. Đấy, nó ra luôn này. Đấy. Hay không? Rất là tiện lợi nhá. Nhất là anh em đánh rục phì. Các anh em ở trong Sài Gòn hay đánh rục phì thì cái gạt cá này thì cũng là một cái vật bất ly thân rồi. Tuy nhiên anh em ở ngoài Bắc và miền Trung thì các tỉnh đấy thì cũng ít khi dùng. Nhưng mà rất là tiện. Khi nào thì đánh du phi dùng cái này rất là nhanh. Nhưng mà quan trọng nhất là anh em phải đánh lưỡi không ngạnh nhá. Để không ngạnh thì gỡ nó nhanh hơn. Ui nó đỡ luôn rồi anh. Ui gì đây? Ui ăn nổi anh. Bốc luôn. Ui du phi. Du phi đẹp cực kỳ luôn. Đấy, anh em thấy gỡ nhanh không? Phào nặng ngay mà nó vẫn còn ăn nổi được em ạ. Rồi, cá nó cuốn. Tôi sẽ đánh một mồi mềm hơn, một mồi cứng hơn. Mồi trên cứng hơn để nó xuống nhanh. Đấy, hy vọng chúng đánh bắt cá to hơn. Thấy rô rất là đều anh em này. Rô trắng bốc. Đẹp. Hôm nay mới về làm chả thì tuyệt vời. Không có ổn rồi Sơn ạ. Đấy nó có vấn đề. Chỗ mà tôi thả ổ ấy là cá vào rất nhiều nhưng mà toàn đè. Đè thì giật lên sốc 3-4 con. Đấy. Nên tôi đoán khả năng là do cái đáy hồ nó bị có những mấp mô hoặc là nó có những cái gạch ấy. Đấy, những viên gạch mà nó chồng lên nhau thì cái mồi của mình nó rơi vào cái kẽ. Rõ ràng cá vào nhưng không tìm thấy. Cái lúc đè lịm phao thì giật toàn sốc. Mà như thế này thì đánh hẳn 6m3 ra ngoài hy vọng nó sẽ phẳng. Tuy nhiên 6m3 ra ngoài thì nó càng sâu hơn, tức là nó giống cái nó lòng chảo, nó cứ xuôi xuống đấy. Đây thì anh em. Ui dù phì ăn cái đít. Mông anh em ạ. Dù phì ăn nó mông. Khả năng là chỗ này sẽ đất nó gồ ghề anh em ạ. Nên tôi sẽ chuyển góc thẳng đi xem nó có thay đổi. Rõ ràng cá vào nhưng mà nó cứ đẻ, còn nó ăn lúc nãy thì nó ăn lửng. Đấy. chuyển sang góc này thế nào, khả năng là cái này nó là cái lò gạch anh em ạ, nên là dưới nó hơi mấp mô, có thể nó có cái gạch đấy. quanh bờ này có cái gạch vỡ, đánh lệch xem nó có vẳng không. Rõ ràng rô phi này thì nó sẽ ăn vào mồm, nhưng mà đa số xuống đáy vẫn là... Ui, con gì phê chưa anh ơi? Nước sâu này anh em nhìn vào đấy, 6m, 6m3 mà đánh 5m nước. Chạy, dịt. Không có gì đây. Chắc cá trôi. Chưa thấy mặt. Ui, trôi. Ui, con trôi trắng. trôi trắng to anh ạ. Trôi trắng to. Ôi, đúng hồ tự nhiên khác trôi trắng. Trắng khá to luôn. Ý, ăn nằm mồm luôn anh em nhé. Ui, dồi. Ui, lại nhảy ra rồi. Dòng này rất phê. Nào, ép vào này. Ui tê cả tay. Ui nặng thế. Trôi trắng anh em ạ. Trôi trắng nhá. Ui phải được hơn 2 cân. Kiểu óp này. Đây, bỏ lên cho anh em xem nhé.
Hôm nay đánh 4,5 m. Giờ chuyển đánh 6,3 m. Rồi căng. Đây, anh em nhìn này, phao 5 mét nước. Và đáy nữa không phẳng này anh em, nên phải đánh đúng tầm nên phao nó mới lên. Đớp luôn à. Cả đớp luôn anh em. Gì đây? Úi Sophie. Đây cho cá bay anh em nhé. Anh em có thể dùng bựa cá này, rất là tiện này. Đây, móc để gỡ được. Rồi. Cá đớp ngay trên mặt. Anh trong hết 3 thì cũng bắt được con cá trôi. Đấy, trôi trắng. Ở 22 cân, nhưng mà câu được một lúc thì thấy nó ăn chậm. Đấy. Mà hôm nay xác định câu rô nên tôi sẽ đánh gần bờ thì nó dễ hơn, nên tôi quyết định lại quay lại 4,5 m. Ồ. Mày thế vẫn vào. Đây gọi là đánh đầu cần nước sâu 4 m anh em ạ. Anh cái phao này ăn nổi luôn này anh em ạ, ăn nổi luôn à, này một lít này, một mang phanh cái phao. Như anh em kêu tự nhiên hoặc là câu những hồ lòng chảo mấp mô như này ấy, thì nếu mà tung ra xa quá thì phao tụt xuống, hoặc tung gần nó lại phao nổi lên, nên lúc cao lúc thấp là bình thường. Nước sầu thế không biết còn gì. Lửa lửa chạy, chạy. Sâu rồi còn gì anh em, cứ lừ lừ chạy nước từ sâu. Ui con này to, con này to. Ui con gì đây anh em. Ui. Ui ôi con mè. Sao lại mè nó mồm anh em. Mè. Mè nó mồm luôn. Cá mè, cá mè. Cá mè nó mồm. Mẹ anh em, ui bỏ chết luôn. Ây da, mỏi tay quá. Ui lỡ đà. Đang đánh dầu phì. Đang đánh dầu phì mẹ phá quá anh em. Ui ôi. Mẹ nó đớp vào mồm, đang đánh đáy chứ. Ui to thế. Ui con này phải 4 cân. Wow. Mẹ nó mồm anh em ạ. Hiếp, hiếp nhại. Wow. Tê hết cả tay. Mẹ to cho anh em. Ui con này phải tầm 4 cân. Ui mẹ ta. Mình có duyên với mày à. Thế nào tiên thì phanh cái phao này. Đang đánh đáy hắn. Cái dô phi anh em này. Kiếp tê hết cái tay. Mở tổng hợp. Đủ các loại cá. Chắc đớp luôn, thả xuống đớp luôn. Ui tê tay. Đang đánh đầu cần.
Đấy, anh em nhìn cần này, cần 4,5 m mà phao đến gần 4 m rồi, đánh ngay đầu cần anh em nhé. Nếu mà ra xa tí thì nó sẽ sâu hỏm xuống, nó tụt khoảng 50 phân, nên coi như anh em thả đầu cần cứ thả thẳng xuống đấy thì nó sẽ giữ được đúng cái điểm đó. Đấy, hạ xuống này. À, rất nhiều rô phi. Rồi, úi rồi, sao rồi, bong bong. Em tung ngay đầu cần này, xong giữ cự nhé, giữ cự phao. Đấy, để nó phao nó chìm đúng chỗ này, thì nó không bị tuột. Chứ cái đáy này nó hơi mấp mồ anh ạ. Đấy. Rồi, thế là đúng đất luôn. Đấy. Ra ngoài thì nó tụt anh ạ. Đấy, ba nấc nha. Kệ nó cho nó ăn. Đầu phi nó đang nhâm nhảy này. Đấy, dính ngay anh em ạ. Ui, nhỉ, chạy. Mồm luôn. Đấy. Cá to rồi, cá to rồi. Cá to đấy. To đấy. Mấy anh em cầu cùng với tôi, mấy anh em đều người Trung Quốc nhé, cũng rất là ham câu đài. Đấy, nên cũng chia sẻ những cái điểm câu này. Điểm này mấy anh em Trung Quốc cũng chia sẻ với tôi. Đấy, nên hôm nay hẹn nhau đến đây. Đấy, đang dính con cá khá là to. Đang rất phê. Không biết con gì luôn anh em. Nhìn cần cong tít. Con gì đây anh ơi? Cá to nhờ. Phê thế. Đây gọi là cá câu người. Ui vào mồm kìa. Cá mè anh. Cá mè à? Ui to nhỉ. Hay quá. À. Úi ôi, vẫn chạy chưa được. Lại chạy rồi. Ui mè to thế. Con này con mè ta anh em nhé. Giống của con từ câu lúc nãy. Mè này mà mấy anh em Trung Quốc mà làm mấy món sở trường thì rất là ngon luôn. Cần cong chưa? Cần này cần mềm nữa ra dòng rất là thích. Anh em Trung Quốc câu đài khá là giỏi. À, sắp lên rồi. Trước đấy vật sảy nó lại chạy ra. Phê không anh? To lắm đấy. To à? To đấy. Ồ. 5-6 cân này. Ui 5-6 cân cả. Thích nhỉ? đây gọi là cá dòng người chứ mọi người dòng cá nữa rồi. Này đi câu mấy anh em Trung Quốc rất là vui. Cần này chắc cần tầm 4 h anh em. Rồi, được rồi, tốt quá. Hay quá anh ơi. Ui mè to thế. Anh em đang cứu rô mà mè nó vào phá anh ạ. Rồi, cái gì đây, rô phi à. Phi ăn mồm luôn anh em nhé. Rồi, con này con cuối cùng này, kết thúc này. Ok. Này cầu đá tay phết anh em ạ. Hôm nay bắt đầu từ câu từ 12 giờ ra đồ. Đấy, bây giờ là khoảng 5 giờ trở từ tối rồi. Và anh em câu này là đã rồi, đúng không? Nước khá là sâu anh ạ. Nước sâu đấy, nhưng mà cá thì khỏe. Hôm nay chủ yếu câu rô phi. Nên được toàn rô phi thôi anh em ạ. Đấy, thi thoảng con mè, con chua trắng nó vào nó phá thôi.
Ok, anh em xem kết quả này nha. Xem thành quả nào. Hôm nay câu từ sáng này chắc là nhiều hơn. Hồ này khá là nhiều cá, mà chủ yếu là cá tự nhiên anh em ạ. Đấy. Đấy, bây giờ là khoảng 17 giờ anh em nhé. Chiều rồi, đấy, sắp tối rồi. Nên anh em tôi tạm dừng ở đây. Đấy. Ở đây là cái điểm câu khá là đẹp anh em. Đấy, nhìn xung quanh đều là cánh đồng nhé. Nước thì rất là sạch, sâu. Đấy. Khu này là ở xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào nhé. Huyện Mỹ Hào thành tỉnh Hưng Yên. Đấy. Ui dồi, anh em xem này. Ui dồi, câu khoảng 3-4 tiếng nhiều phết. Có một con mè anh em ạ, đang câu du phi mè vào phá. Đấy, không hiểu sao câu đợt này dần nào dính mè. Ok cho anh em. Đấy. Du phi thì khá là nhiều. Đấy, cả trôi trắng nữa, có con trôi khoảng hơn 2 cân. Cũng được 4-5 con trôi. Úi dồi. Đấy, này câu thì đã rồi. Xem thành quả nhá. Wow. Nhiều anh em. Câu từ chiều anh ạ. Câu từ 1 giờ nhá. Chuối trắng này, chuối trắng to phết. Mè khoảng 4-5 cân. Rô phi thì cứ thằng bằng bàn tay này. Đấy, rô phi khá là to. Đấy, anh em nào muốn câu tự nhiên nhá thì có thể đến hồ này. Đấy. Hôm nay anh chia sẻ anh em điểm câu cũng như là cái cách câu tức sâu. Đấy. Để làm sao xử lý cái đáy nó không bằng phẳng, anh em phải có chiến thuật ngay. Thế tôi hôm nay cũng thay đổi chiến thuật mãi nó mới có thành quả tốt như này. Ok, thế xin chào các bác nhé. Hẹn các bác ở những clip tiếp theo của Môn Phi Sinh. Xin chào.